Hello cả nhà. Hôm nay mình lên đây mình chia sẻ cho các bạn về cuộc sống của anh em xã hội, nói chung là dân chơi bời, hoặc là ngoài Bắc mình gọi là anh em dân chơi bời, trong Nam mình gọi là anh em xã hội. Thì mình nói cho về cái tính cách và cái cuộc sống và cái cách sống của hai cái vùng miền Nam Bắc. Thì theo mình, như ngày xưa lúc mình nhỏ, mình ngoài Bắc mình đi chơi bời cùng với các anh ấy, thì mình nói thật với mọi người là mình ngày đó bọn mình đi chơi theo cái cách mà ngoài Bắc cái truyền thống là như kiểu là phải lúc nào cũng kính trên nhường dưới các bạn ạ. Chỉ lắm lúc là đi với các anh này thì gặp những cái người anh kia, bạn bè của các anh ấy, thì mình cũng vẫn phải tôn trọng như tôn trọng anh mình. Nếu mình đã bị như vậy là nó bị thành một cái kiểu là cuộc sống là nó, mình tôn trọng anh mình phải tôn trọng luôn bạn của anh mình luôn. Đó các bạn, lắm lúc mà những người đó có thể bằng tuổi mình, bằng hơn tuổi mình 1-2 tuổi, nhưng người ta đi ra đường chơi trước, người ta đi chơi với anh của mình thì mình cũng phải gọi bằng anh đó. Thì mình vẫn cứ phải sống như vậy, hoặc là không phải riêng bản thân mình mà các anh em từ tới thời ngày xưa cũng vẫn sống như thế, chứ không phải là như, không phải là không sống như vậy. Nhưng mà đến cái lúc mà mình nói thật với các bạn là mình sống, mình làm bổn phận làm em là mình chuẩn đấy. Mình khẳng định là mình nghĩ là mình không có bệnh bạ một cái gì bao giờ, nhưng đến lúc mà mình lớn rồi, mình đi tù 3 khóa ở ngoài Bắc, cho đến lúc sau này mình vào trong Nam mình đi tù khóa thứ 4, thì mình cũng vẫn cứ là em lên chạy xuyên mộc thì mình vẫn cứ là em út thôi. Nhưng đến cái khóa thứ 5 mình đi cây cày khóa 10 năm rồi thì mình không còn là em nữa, mình là em của những cái anh lớn già quá thì hơn tuổi thì mình gọi bằng anh thôi. Còn lúc đó là mình sống với các em của mình làm anh, mình lo cho các em của nó. Thì cho nên là lúc này thì mình mới hiểu được cái cuộc sống và cái cách sống. Thì mình nghĩ những người anh ngày xưa để mình nói thực sự với các bạn, để mình gọi làm anh không xứng đáng, không xứng đáng để mình gọi bằng anh. Nhưng ngày xưa là vì mình đi theo các anh của mình rồi, cứ kiểu là người ta cứ cuộc sống ở trong môi trường trại hay ngoài xã hội cũng vậy, là cứ đôn nhau, tôn trọng nhau rồi nói nâng nhau lên thôi. Chứ đến lúc mình lớn mình làm anh rồi thì thực sự là để mình nghĩ những cái người mà ngày xưa nhiều người anh đã không đáng làm anh mình. Mình nói thật với các bạn vậy. Thì hôm nay lên đây mình chia sẻ vậy là để cho các bạn hiểu, và mình cũng sẽ nói thêm để trở lại cái câu chuyện mà mình nói cho nó sâu vào cái câu chuyện. Thì mình nói thật với các bạn là mình làm em út ở ngoài Bắc, mình đi chơi bời nhá, mình đi chơi bời các anh nhá, mình đi chơi bời với các anh thì thực sự với các bạn mình không phải bị chăn dắt như những người bạn của mình. Người bạn mình có những người bạn bị đi cô nhi về rồi nhá, các bạn đi thanh thiếu niên hư về rồi mà vẫn còn bị các anh chăn dắt, là các anh chở đi trộm cắp, các bạn hiểu không? Rồi ăn cắp là anh cho bao nhiêu biết bấy nhiêu. Mình cũng đi với bạn mình nhưng mà mình không có bị như vậy. Mình đi với những người anh của mình, mình nói thật với các bạn là có những người anh là không có cho mình múc, gọi đi chợ là đi trộm. Mình cứ nói thật với các bạn như vậy. Cái danh từ ngoài Bắc lúc đó là đi chợ, rủ nhau đi chợ là đi trộm, là không có anh. Những anh mình là có người anh không cho mình múc, múc cũng là lấy đấy các bạn. Có người thì các anh lấy vào, các anh lấy cho mình đi ăn chơi, rồi tiền cũng chia đều các bạn. Còn có những người anh thì cũng chở mình đi rồi mình múc tiền cũng chia đôi, chứ không có phải là bị chăn dắt như những người bạn của mình, các bạn nghe không? Rồi thì đi, rồi đi theo các anh rồi chơi bời, tụ tập để lấy tiếng, chơi ngu lấy tiếng, mà đi với các anh vậy là oai, cảm thấy vậy là oai. Rồi các anh thì thời điểm mình chơi bời thì các anh toàn là nằm bật đèn hết, cho nên là các anh vào bàn đèn thì mình cũng vào theo làm chờ các anh phải zip, mà có tiền thì các anh vào nằm zip, nằm chờ lâu thì các anh cũng gọi mình làm một vài ngao, một vài bi, các bạn hiểu không?
thì những cái đấy mình cảm thấy vậy là oai, được nằm trong lòng nên được cũng nằm vậy là thấy oai lắm. Cái thời bọn mình là nằm bật đèn là oai lắm các bạn, chứ không phải như sau này. Đến bây giờ mà mình nghĩ lại thì những cái đó là nếu mà mình không bao giờ mình dùng. Cũng có những người anh là người ta cũng khuyên mình không dùng, không cho mình dùng. Cũng có người anh thì bảo làm vài ngao, trời mùa đông lạnh làm vài ngao đó. Thì rồi đến lúc đấy là ở ngoài xã hội, là cái xã hội nó đang còn, lúc mà mình đang còn chưa bị bắt, rồi đến mình nói cho các bạn nghe, rồi đến khi mình bị bắt vào trong trại thì cái cách sống của những người anh ở ngoài Bắc là lúc ở môi trường trại tạm giam á các bạn. Như mình thì mình nói các bạn nghe là mình đi tù mình đâu có thăm nuôi mấy, thi thoảng được anh em bạn bè với những người bạn hàng xóm mang đồ vi phạm vào cho mình thôi, chứ mình nhà mình thì nghèo đâu có thăm nuôi gia đình tập thể nhà máy dệt. Cái Phu Văn Miếu nhà mình thì nói thật với các bạn là chia bình quân đầu người ra, nhà nào cũng có người tù đấy, nó khoảng mấy ngàn hộ dân ấy, thì nhà nào cũng có một hộ tù, có người tù, vì có gia đình là ba bốn anh em lên đường cả ba bốn anh em. Có những nhà thì không có con trai thì có con gái thì không tù, nhưng mà Khu Văn Miếu nhà mình nó chia đầu người ra là cứ một gia đình nào cũng có người tù đấy các bạn. Thế mình kể tiếp cho các bạn nghe thì cái môi trường ở ngoài Bắc, các anh ở trại tạm giam là các anh lớn, các anh là dân xã hội, ngoài đường dân lưu manh trộm cắp, mà trong Nam này gọi là dân xã hội, ngoài mình thì gọi là dân chơi bời, dân lưu manh trộm cắp. Mình nói là đâm chém này cũng quy là cái thằng ấy là giang hồ, không còn ngoài nó không dùng từ giang hồ, gọi là dân chơi bời thì đâm chém, còn dân trộm cắp thì người dân lưu manh trộm cắp cũng đánh lộn được các bạn ạ, chứ mà dân trộm cắp người ta không chợ búa, không không đi chợ mà không có làm đánh lộn đó. Mình nói thật với các bạn, thế lưu manh, còn có một dân chuyên đánh nhau thì không bao giờ người ta trộm cắp đó, còn dân lưu manh trộm cắp thì có cả trộm cắp luôn, đánh nhau cũng có. Thì khi bị bắt vào trong trại thì các bạn biết cái thành phố Nam Định nó rất nhỏ đấy, nó là quận huyện khác như Hà Nội, Hải Phòng mình không nói, rộng lớn Hà Nội đến bao nhiêu quận huyện mà các bạn, còn như Nam Định mình nó nhỏ, thành phố nó nhỏ lắm, cho nên là bị bắt vô hình như là biết nhau hết, những cái anh mà chơi bời tên tuổi ở thành phố Nam Định là biết nhau hết, chứ nó không phải là như quận nọ với quận kia, từ huyện nọ với quận kia sang là không biết nhau được. Ngày xưa thì các bạn biết cái thông tin đại chúng nó đâu có được rộng như bây giờ, đâu có điện thoại mà nhanh nhẹn như bây giờ. Ngày xưa thì chỉ mà biết nhau bằng tên tuổi, nghe tên tiếng danh tiếng của nhau thôi là đã biết rồi đó. Thì khi vào trong trại là anh toàn là mục trưởng, mục phó không các bạn thấy không, hoặc trên trách nhiệm không mà, thì toàn anh em dìu nhau đưa nhau lên trách nhiệm không mà. Thì lúc đó cuộc sống của các anh ấy là đó, ở mâm trên thì các anh sẽ có, các anh chỉ lúc đấy chỉ có lo cái đồ vi phạm thôi, lo để kiếm đồ vi phạm vào để cho anh em cùng hưởng thụ là một, các bạn hiểu không? Hai nó là quay màu để cướp đi, lại để cướp tiền để đi chặn. Thì đến lượt những cái người nhỏ như tụi mình vào á, mình là vai em ngoài đời mình đi chơi với các anh nhiều đấy các bạn, thì vào trong trại đó thì các anh quen biết từ nhỏ, biết từ ngoài rồi, các anh sẽ mến, các anh nâng đỡ. Nhưng bản thân mình á, mình thì mình nói thật với các bạn là mình vào cái khóa đầu mình ở năm tư, mình có những clip mình vẫn chia sẻ các bạn, mình chẳng quen biết ai đó, mà vào vào nửa đêm mình bị sút một cái, mà hôm đấy là đúng cái anh định năng trong Khu Văn Miếu nhà mình, anh sút nửa đêm mất điện, mà tối mà không có bật đèn, tối sút mình mất ngủ, sút lên một cái thì hỏi ra thì hỏi là biết mình mà. Mà cùng anh Khánh Cát nhà Nguyễn Du đón mình lên ở chung, từ đó mình cả chung với anh Khánh Cát và anh Ngọc Đàm cùng mấy bọn anh Sô Cơ, anh Sô Việt, nhà anh ở chỗ Bia Ngâm Thù luôn, là mình ở thời điểm đó. Rồi mình chuyển vào trong Bắc Y, và Bắc Y thì gặp anh Tân Bình là người anh đi chơi với bọn anh Trường Sức và anh Bảo Lỗ bên Sơn Nghiêm dãy nhà mình. Anh nhận ra mình, anh đón mình lên liền luôn. Đến khi mình chuyển xuống nhà C, cái vùng chung của mình, là anh Dũng Thanh, là anh cũng làm vùng trưởng của bọn anh Toàn Khanh các thứ, cũng mến đón mình. Đón mình đâu có đánh đập mình còn nít mà. Đấy mới là những người anh
người ta không có lớn bao tử các bạn nữa không, người ta vào như vào anh Tân Bình mình chia sẻ các bạn buồng 5 người, hai là nhân dân còn ba người đang ở với nhau, đón mình lên ở nữa là 4 người. Cả anh nhường cơm xẻ áo cho mình, nhường đồ ăn cho mình, nhường với các bạn vào, mình vào là phải nhường đồ ăn các bạn biết rồi đúng không, phải nhường cơm xẻ áo cho mình, đấy mới là người anh lớn. Người ta thấy như anh lớn vào sợ em út vào đông người quá ăn không đủ đồ ăn đó, đó là anh lớn bao tử. Đấy thì mình nói cho các bạn nghe thì môi trường trại tạm giam nó như vậy, là vào là các anh đã đón, đón là mến là các anh cướp của người ta chia sẻ cho mình đó. Cho mình ăn chơi nữa, nhà mình thì không có thăm nuôi như người ta, cho nên là các anh đón mình là đón một cách cái tình cảm chân thành đó các bạn ạ. Rồi đến lúc mà lên môi trường trại cải tạo các anh ở ngoài Bắc khác nhau như thế này này các bạn, thấy em út lên là phải đón, đón là bắt đầu phải lo là chỗ ăn chỗ ở này, giả dụ chứ mà xa buồng quá là chạy lên gửi, gửi ở buồng nào là chạy về gửi ở cái buồng đó, gửi buồng trưởng, gửi anh em để sắp xếp chỗ cho em út mình nằm. Ăn uống nếu mà về được mâm luôn thì kéo về mâm luôn, còn không kéo được về mâm là gửi những cái mâm em út mình nó đang nằm ở buồng đó hoặc về đội đó. Nếu giả dụ em nó học một lên một tuần hai tuần là bể đội mà học nội quy xong là bể đội đi lao động, thì cái người anh, những người anh em ở trong trại đấy là người anh em của lính mới lên đấy, có những người em út phải có trách nhiệm lo cho người anh em út của mình chạy sang gửi chỗ ăn chỗ nằm và cái chỗ đứng cải tạo, lo cho đứng cải tạo cho em út. Không biết là người em này lên thăm nuôi có hay không, có thăm nuôi hay không nhá các bạn, không biết là người em này có thăm nuôi hay không đó. Cũng như cái khóa 594 mình nói thật với các bạn, mình lên Ninh Khánh mình chẳng biết anh Ngọc Kim là ai hết, chỉ có anh Trung Vụ mình biết đó, và cái anh lên cùng chuyến với mình là anh Thắng Lùn và anh Trung Vụ mình là về ở với anh Ngọc Kim luôn. Còn có anh Phong Bính ở gần nhà mình thì cách nhà mình mấy chục mét ấy, thì nhà anh ấy đang ở với anh Ngọc Kim đó. Còn anh Có Chát thì mình cũng đã ở với anh lên trước, anh đang trực sinh cũng đang ăn cơm với anh Ngọc Kim, thì tất cả đều biết mình hết, chỉ có anh Ngọc Kim là mình không biết. Mình khóa đầu khóa thứ hai mà con nít lên cái là đông mâm anh Đông qua anh gửi mình về bên mâm anh Dũng Thanh. Đấy là các bạn biết là đấy cái tính cách của người anh ấy, là anh Ngọc Kim không biết mình là ai, nhưng những người anh của mình là phải lo cho mình, nói cho anh Ngọc Kim để sắp xếp cho mình về cái chỗ mà bên đội trưởng văn hóa bên Nông Lâm là bên anh Dũng Thanh nhà Biến Thóc, là bọn anh Sơn Nhạ, anh Thắng Lùn, anh Phong Bính, anh Cò Chát. Vì thế mâm đông nói anh Ngọc là phải sắp xếp cho mình. Anh Ngọc lúc anh làm trật tự của ở trại Ninh Khánh thì nói thật với các bạn, anh Ngọc Kim lúc đó anh hét ra lửa. Mình nói thật với các bạn là với anh hét ra lửa, oai còn hơn cán bộ trực trại. Nói thật với các bạn, tiếng nói của anh ở trong trại Ninh Khánh cái thời điểm mình ở nó kinh khủng, hét lẹt các bạn. Còn tất cả các đội trưởng, các cái đội ở trong trại toàn là anh dựng lên hết. Anh muốn cho đội thằng ai lên làm đội trưởng, ai lên làm đội trưởng, ai đang bên đội đá muốn về đội Nông Lâm là anh đưa về đội Nông Lâm được. Các bạn hiểu không? Đêm anh đi trực buổi đêm như cán bộ anh cầm điện thoại, cầm cái pin anh soi để thấy mà Cờ Bạc hay là chị Mai Thúy đang xin anh thần trưởng, anh bắt xuống lôi xuống, anh cầm cái đấy anh thu xuống cái nhà thi đua của anh. Sáng mai anh cho nghỉ ở nhà, anh báo cán bộ trực trại cho người đó ở nhà, là cái người phạm nhân đó được ở nhà, là ở nhà xuống anh làm việc anh lập biên bản, có tiền thì anh tha nhá các bạn, có tiền thì anh tha, không có tiền thì lên đường đi kỷ luật. Đấy là cái thời điểm anh Ngọc Kim, cho nên tiền vàng của anh với tiếng nói của anh, cái lời ăn tiếng nói của anh trọng lượng ghê lắm. Thì các anh cũng phải lo cho mình, cũng như là không phải riêng anh Ngọc Kim lo cho mình, mà tất cả những cái anh em ở ngoài Bắc, các môi trường trại Hà Nội, Hải Phòng nào cũng vậy. Mình nói các bạn nghe đã là anh là lo cho em út, có đồ ăn ngon là cho em út, thằng nào ở trong mâm nhỏ nhất thằng đấy hưởng hết nha các bạn. Đó là những cái người anh mình bây giờ mình lớn, mình sau này mình vào trong Nam là mình làm anh rồi đó, thì mình mới cảm nhận được những cái tình cảm của những người anh, nó là chân thành. Đấy, có những người anh Phong Bính mình vẫn chia sẻ các bạn, vì bảo vệ mình sợ người
người anh Hồng Thành rất là cho mấy lái xe hủy mình, anh tự xử liền, xối cả mình nước sôi vào đầu, tự xử hủy luôn, tự xử luôn các bạn không? Anh phỏng đấy là có những cái người anh như vậy các bạn. Anh không phải to cao, không phải gì, anh chỉ nhìn hơn mình một chút xíu, anh khoảng 45 kg đó, nhiều bụng lắm các bạn. Còn làm anh ở ngoài Bắc nó là như vậy đấy, em út lên là phải lo cuộc sống cho em út này, không biết em là có thăm nuôi hay không, đánh mình thì đâu có thăm nuôi, lên chạy cải tạo là như vậy đấy. Các anh phải lo cho mình. Rồi sau này mình nói cho các bạn nghe là mình vào trong Nam, mình vào trong Nam thì mình tù lên cái cá xuyên mộc, mình lên xuyên mộc mình còn 13 tháng lên là anh cường vẹn cũng người Nam Định đón mình ở trại cải tạo xuyên mộc đó, lên là đón mình một cái là chạy sang chỗ anh Vân Đà Nẵng gửi mình luôn. Thằng em là lúc đấy buồn cạnh buồn anh Dũng Ích, người Hà Nội, anh Dũng Ích trực sinh buồn này, còn anh Vân người Đà Nẵng là trực sinh buồn đó, mình lên buồn đó. Thì anh cường mẹ sang gửi cái là anh Vân Đà Nẵng anh phải xếp mình ngay cho cái cửa sổ gần cái khoang của anh Vân Đà Nẵng làm luôn các bạn. Đó thì mình được làm ở đó thì mấy bữa thì mình bắt đầu bể đội về đội 8, đội anh Tuấn Bắc cùng với đội Tuấn Anh Khôi, chồng của chị Hòa Bách. Còn cuộc sống mình về thì anh cường vẹn anh lo các bạn ạ, anh lo hết, mình chẳng có thăm nuôi. Lúc thăm nuôi nhà mình 2-3 tháng mới lên phát, mình thăm được 2-3 phát lần là hết án rồi các bạn, đâu có thăm nuôi đâu, lên cho 150-200 ngàn đâu có bao nhiêu tiền, mẹ mình có không có tiền, nhà mình nghèo mà, đâu có tiền. Cho nên là lên thì anh cường vẹn anh phải lo cho mình. Mức khoán của mình nha các bạn, anh cho người ta vay nợ lời, người ta làm không được, không có tiền đóng lời là phải làm khoán cho tôi, tôi không phải lao động. Còn 13 tháng lên rồi tôi ăn mới ngủ, không phải lao động. Hết cái khóa đó mình đi về, lên cái khóa vừa rồi người Nam mình lên cây cày, mình làm anh của nhiều em dân Sài Gòn lắm. Ngày Bắc thì lúc đó thật sự với các bạn là không có ai mấy, có mấy người có mấy người thôi, có thằng Sơn người Ninh Bình với thằng Cường Huy, em của anh Sĩ Huy bạn mình, nó cùng đội, nó bị bệnh mà nó khai, lúc đấy nó khai tên giả, khai tên của anh nó với anh Thái Sản anh ấy lại khu bên kia, cho nên mình ở lại đây. Lúc ở trại cây cày thì mình lại lo cho các em mình, riêng cái gì vi phạm, những cái gì mà vi phạm nặng căng thẳng nhất, mình nói thật với các bạn là lúc đó là chỉ có mình và một người em nữa là sát cánh với mình là mấy người em thân cận đấy, là Lưu Hải Phong này, Gấu này, Danh Thiên Quang nhà đó là ở khu Bình Hưng Hòa đấy, bọn Tuấn Cháo này, Phi Ye này, đấy là lúc ở ngoài KB. Còn vào trong KA này có cái thằng em mình nó chuyên mang đồ vi phạm lên cho mình. Còn nói thật với các bạn, với thằng Tú trung vụ của mình, còn những cái người anh em của em út của mình trung mâm với mình thì mình không cho các em biết những cái đường vào vi phạm và lối nào, và vi phạm các em có bị bắt cũng chẳng biết ai, chẳng ai biết ai mua đồ vi phạm cho mình, mình cũng chặn cho em mình biết. Cho nên là cán bộ cũng không có tìm được cái đường vào vi phạm của mình đó. Còn mình mướn chốt hết các bạn ạ, mình lúc đó xác định mình tăng áo là mình mướn chốt hết, mình không bao giờ mình để cho em út nó dính vô dây vô. Em út mà chỉ cho hưởng thụ thôi, thuốc tây thì uống, thuốc lào có, thuốc lào hút, chứ còn chẳng biết cái đường nào mà vào, có bị bắt bị đánh cũng chẳng biết đường nào đó. Mình không cho em hút dây cho nên cũng khó bắt được mình. Sau này cán bộ không cho mình xuất cổng nữa. Mình sống như vậy cho nên là anh em Sài Gòn, anh em người trong mấy tỉnh miền Đông Nam Bộ này quý mến mình. Những cái ai ở cái thời điểm cây cày với mình từ năm 2008 đến 2011
mà mình chỉ có tụ tập là anh em vi phạm không mà các bạn. Những người hiền lành ít khi được gần mình á. Vì bọn mình tụ tập toàn dân kỷ luật, thì những trại như trại nội quy như vậy thì mình nói thật với các bạn, những người chấp hành người ta ít khi người ta gần gũi với cái người vi phạm đó, sợ ảnh hưởng mà. Cho nên chỉ có băng tụ tập và chỉ có những người mà vi phạm với nhau ở với nhau thôi, chơi với nhau đông. Thì lúc đó mà thời điểm đó mà cấm thuốc lá thuốc lào, mà bọn anh em mình nhiều thuốc lá thuốc lào với thuốc tây lắm. Sau này mình bị chuyển vào trong A, chuyển vào ngày 9/9/2009 mình chuyển vào trong A, mình vào chuyển trong A đến 2011 mình chuyển trại xuống Tiền Giang. Thì khi lúc mình ở trại cây cày các bạn, mình làm anh mình lo cho các em á, mình cùng với những anh em có thân cận mà mình lo cho các em, anh em cùng ăn uống sống nó có bầy đàn các bạn ạ, kiếm đồ vui cũng đồ phê pha chơi chung không mà, chứ còn mình không có thủ tiền hay vàng để mình gửi về nhà hay cái nọ cái kia, mình không có. Bọn mình sống tập thể với nhau. Thế lúc mình gần đi thằng Tú nó mới chuẩn bị cho được một cái nhẫn, sau này mình bị mất cái nhẫn, là nhận cái nhẫn cũng kỷ luật giam riêng mình luôn các bạn, mình nhẫn vàng. Mai mốt mình sẽ kể cái vụ nhẫn vàng mình đã kể cho các bạn rồi, mình kể vào cái tập nào rồi đó. Thì mình khi mình làm anh ở trong này thì mình nghĩ về cái thời mình trẻ, thì mình ở ngoài đó thì nhiều người mình gọi bằng anh chắc là hơn tuổi thôi, chứ tư cách để mình bây giờ mình nghĩ thì không đủ tư cách làm anh, mình sống không có chất các bạn không, anh lớn bao tử không có nét gì đâu. Khê là các cậu đi chung với nhau băng đảng với nhau từ ngoài để vào gặp thằng bạn nó làm đội bùng trưởng các bạn hiểu không, thì vào gặp đúng thằng bạn bùng trưởng trước ly khi đi thì nó nhấc ông lên làm bùng trưởng, chứ nhiều ông chất chát không có, bản lĩnh không có. Mình nói thật đôi khi là những cái tù của ngày xưa nó thường là các bạn biết rồi, cái thế hệ cha truyền con nối, bạn đi thì bắt đầu bạn lại nâng anh em của bạn lên đó, đôi khi mà cùng chung mâm người nhiều lắm, lúc là cái người bạn ấy thực sự ở ngoài cũng chẳng chơi bời gì, vào gặp cái người bạn mà đang cầm buồng khép cái buồng đấy, khép là lên ở chung với anh em, ở chung với anh em rồi trước khi đi là anh em nó mới dìu cái người bùng trưởng, nó dìu người bạn này lên làm coi buồng các bạn được không, rồi là thì được những anh em chung mâm hỗ trợ, mâm một mâm hai người ta hỗ trợ. Đôi khi là cái bố mà được cóc nháng nhảy lên làm người này, lắm lúc được lên làm bùng trưởng rồi thì các anh em nó sẽ đi xa dần, phải đi trại mà hoặc đi chuyển buồng khác các bạn hiểu không. Thì cái ông cóc nhái này ông không biết cư xử, ông không biết cư xử thì gặp lắm lúc người ta gấu thật sự ngoài đời, người ta dưới gấu dưới băng người ta đi lên mà không biết định hủy người ta. Hủy người ta thì nói thật các bạn, lên thì gấu cái nào gấu người ta bật buồng thì không thể bật được rồi, nhưng mà bị hủy thì người ta cũng phải chống lại. Chống lại thì chống để lấy chính trị, chống thì một cái tập thể mà sao mà chống được các bạn không, thì nó có cái anh em của nó có sẵn rồi, có bật lại không bật được, có đập nhau thì bây giờ chỉ có về đời hoặc là gặp nhau cái môi trường trên trại cải tạo là hủy lại thôi. Cho nên cũng nhiều vụ thì nói thật với các bạn là cóc nhái nhảy lên làm người rồi hủy người ta, rồi về đời thì bị người ta hủy, hoặc lên trại cải tạo bị người ta hủy lại, thì mình cũng đã kể cho các bạn rồi. Thì thôi thì hôm nay mình lên đây mình chia sẻ cho các bạn nghe về cái cách sống của hai cái vùng miền Nam và Bắc để cho các bạn hiểu một chút xíu về cái cách sống của hai vùng miền. Chứ ngoài Bắc thì thật sự là anh lớn nó phải lo cho em út, đồ ăn ngon rồi cho em, nhưng ở trong Nam này các em lại lo cho anh lớn nữa các bạn. Các em lại lo cho anh lớn, các em lại lo cho anh lớn là đồ ăn ngon là phải nhường cho anh lớn. Đấy là mình cái mình nhìn nhận vô nhưng mình thấy như vậy nha các bạn. Còn bản thân mình thì mình vẫn sống như ngoài Nam Định, sống như ngoài Bắc. Mình có là anh cũng như em, anh nhường cho em chứ không có mình để mình giữ cái mặt chính trị cho mình mà, để cho người ta nhìn nhận mà. Cho nên là khác cái vùng, hai cái lối sống nó khác nhau. Trong Nam này có đồ ăn ngon là em út nó nhường hết cho anh lớn.
Anh đại anh lớn là được ăn ngon. Ngoài Bắc thì nếu mà đồ ăn ngon thì các em lại được ăn, em út lại được ăn, người nào nhỏ nhất mâm người nó được chiều chuộng nhất, sướng nhất. Thôi hôm nay mình chia sẻ vậy, clip nó cũng dài rồi, mình hẹn các bạn clip sau mình sẽ chia sẻ các bạn những câu chuyện thú vị hơn.